Rồi bây giờ trà hoa giải nhiệt á, nó sẽ có cái dòng trà Artiso và dòng trà hoa đậu biếc nha. Thì hai cái trà này gọi là trà hoa giải nhiệt là vì nó có cái tính chất mát giải nhiệt. Thì nó là cái dạng trà khô mà người ta phơi khô xong mình mua về mình sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái một món trước là món trà Artiso. Artiso là một cái loại hoa khô. Thực tế mình gọi nó Artiso là do người Việt Nam mình quen gọi vậy thôi. Chứ cái tên quốc tế cũng như là tên nằm trong cái đăng ký về tên gọi của các cái thực phẩm á, thì tên nó là Hibiscus chứ nó không phải là Artiso. Artiso là cái bông Artiso lớn á, màu xanh á, thì mới đúng là Artiso. Tuy nhiên là do ở thị trường Việt Nam mình ai thấy này cũng gọi Artiso hết trơn á, cho nên là nhãn hàng thì họ cũng ghi Artiso cho người dùng dễ dùng, nhưng mà tên đúng của nó là Hibiscus. Thì trà gọi là trà Artiso đỏ. Trước khi mà đi mà làm mà đi kiểm nghiệm an toàn thực phẩm á, cái bên công ty kiểm nghiệm người ta không chịu là Artiso mà phải ghi là trà Hibiscus ha.